Hôm nay chúng ta sẽ học bài học toán 7 hình học em nhé. Thì chúng ta em dở sách ra khoa giúp thầy đấy. Em chào thầy. Em dở sách ra chưa? Em ơi, em quay camera của em đi. Em quay camera đi để thầy nhìn em học thôi. Ok em, đừng tắt camera nhá. Đừng tắt camera nhá. Em rửa sách ra chưa? Nghỉ đâu mà nghỉ, tẹo thì nhắn cái lịch lại cho nhá. Tẹo thì nhắn cái lịch lại cho. Chúng ta bắt đầu được chưa? Rửa sách ra chưa em? Ok, chúng ta bắt đầu. Chúng ta sẽ học hình học lớp 7 tập 2 nhá. Bài đầu tiên của hình học là bài 1, quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác. Em ghi đầu đề vào đi em. Chúng ta bắt đầu em nhá. Em dở bài 40 chứ thầy với. Biểu đồ cột. Em đọc toàn bộ trang bài đầu trang đầu tiên của biểu đồ cột em. Xong rồi chúng ta bắt đầu em nhá. Vâng ạ. Em đọc thầm đi nhá. Khi nào đọc xong nói thầy nhá. Vâng ạ. Chúng ta tiếp tục em nhá. Đầu tiên thì sẽ tóm tắt toàn bộ kiến thức của bài này như sau. Phần A, trọng tâm kiến thức. Trong một tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn. Ví dụ trong tam giác này này. Đấy. Góc đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn. Cạnh AC lớn hơn cạnh AB này, thì góc B là đối diện với cạnh AC, đối diện với cạnh lớn hơn thì góc B này sẽ lớn hơn góc C này. Góc B đối diện với cạnh AC lớn hơn cạnh AB đối diện với góc C thì góc B này sẽ lớn hơn cạnh lớn hơn góc C này, được chưa em? Trong một định lý 2 này, trong một tam giác, cạnh đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn, tương tự như thế, ngược lại. Thì cạnh góc B này lớn góc C thì cạnh đối diện là cạnh AC sẽ lớn cạnh AB. Được chưa em? Rồi em ghi định lý 1, định lý 2 và giúp cho thầy với. Ok em. Khi ghi xong nói thầy nhá.
Em lại tắt camera của thầy rồi à? Em trai ơi, lại tắt camera của thầy mất rồi à? Phần camera của em á? Camera của em thầy không thấy nổi này. Đó, bây giờ mới nổi này. Ảnh đẹp như thế mà cứ tắt đi làm gì? Chết xong hai định lý cho em. Xong rồi á? Rồi, thầy đi vào bài tập cho em dễ hiểu luôn nhá. Khi chúng ta đi vào bài tập thì nó dễ hiểu hơn. B, các dạng toán và phương pháp giải. Dạng 1, so sánh hai góc trong một tam giác. Em làm với thầy bài 1, trang 55 sách giáo khoa toán 7 tập 2. So sánh hai góc của tam giác ABC, biết rằng AB bằng 2 cm, BC bằng 4 cm, AC bằng 5 cm. So sánh các góc nhá. Như vậy em so sánh góc A, góc B, góc C cho thầy. Biết AB bằng 2 cm, BC bằng 4 cm, AC bằng 5 cm. Cho em 10 phút nhá. Ok em. Xong chưa Huyền ơi? Rồi. Em làm giúp thầy cái luyện tập 1 với. Khi nào xong nói thầy em nhá. Nói thầy với em ơi, nói thầy với Huyền ơi, Huyền ơi lại đâu rồi? Nói thầy nào. Nói thầy đi. Không đọc được á? Ờ em chụp ảnh với thầy. Ờ thì em chụp ảnh gửi thầy đi.
Huyền ấy gửi cho em ơi. Huyền ơi. Huyền ơi. Đi ạ thầy. Gửi thầy chưa? Thầy từ từ cho em chút, em gửi liền. Xong chưa em trai ơi? Nói thầy nào. B lớn hơn C á. AB. BC. Góc nào lớn nhất nhỉ? Góc nào lớn nhất? Cạnh BC ở góc B lớn nhất, lấy góc nào nữa? Đến góc C. Đến góc A chứ. Đối diện cạnh BC là góc A này. Đúng không? Xong mới đến góc C chứ. Đúng không? Ừ. Đây, thầy giải như thế này nhá. Góc đối diện cạnh BC là góc A. Góc đối diện cạnh AC là góc B. Góc đối diện cạnh AB là góc C. Theo đề theo đề bài AB nhỏ hơn BC, nhỏ hơn CA do 2 cm, nhỏ hơn 4 cm, nhỏ hơn 5 cm. Vì một trong một tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn, nên ta có góc C nhỏ hơn góc A và nhỏ góc B. Được chưa em? Rồi em chép vào giúp thầy với. Đây bài giải của thầy đây em nhá. Dạ. Cột số bạn yêu thích thể loại thần thoại có 10 gạch nên có 10 bạn yêu thích thể loại thần thoại. Cột số bạn yêu thích thể loại chuyện truyền thuyết nên có 20 bạn yêu thích thể loại chuyện. Rồi ta tiếp tục em nhá.
Ví dụ 2, bài 4, trang 56, sách khoa toán 7 tập 2. Trong một tam giác, đối diện với cạnh nhỏ nhất là góc gì? Góc nhọn, góc vuông hay góc tù? Tại sao? Câu này 10 phút em nhá. Ok em. Chép vào đi Huyền nhá. Vâng ạ.
Chép đi Huyền nhá. Vâng ạ. Khi nào xong nói thầy em nhá. Xong chưa em ơi? Trả lời được không? Bài 4 này cơ mà. Trong một tam giác đối diện với cạnh nhỏ nhất là góc gì? Nhọn, vuông hay tù? Tại sao? Đối diện với cạnh nhỏ nhất là góc tù. Thử nha, thầy bắt đầu làm này. Trong một tam giác ta luôn có góc đối diện với cạnh lớn nhất, lớn hơn là góc lớn hơn, định nghĩa định lý đấy. Do đó, góc đối diện với cạnh nhỏ nhất là góc nhỏ nhất mà trong một tam giác góc nhỏ nhất luôn là góc nhọn, nên trong một tam giác đối diện với cạnh nhỏ nhất là góc nhọn. Được chưa em? Giả sử tồn tại tam giác có góc nhỏ nhất không phải góc nhọn, khi đó số đo của góc nhỏ nhất lớn hơn bằng 90 độ, không phải góc nhọn thì sẽ lớn hơn bằng 90 độ rồi cho em. Do đó
Thầy nói lại nhá. Trong một tam giác ta luôn có góc đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn. Do đó góc đối diện với cạnh nhỏ nhất là góc nhỏ nhất. Chỗ này hiểu chưa em? Mà trong một tam giác góc nhỏ nhất luôn là góc nhọn. Nên trong một tam giác đối diện với cạnh nhỏ nhất là góc nhọn. Như vậy chúng ta đã trả lời được góc nhọn đấy nha. Chúng ta giả sử ngược lại này. Giả sử tồn tại tam giác có góc nhỏ nhất không phải là góc nhọn. Khi đó số đo góc nhỏ nhất sẽ lớn bằng 90 độ. Góc nhọn không phải là góc nhọn thì sẽ lớn bằng 90 độ được chưa? Do đó tổng 3 góc trong tam giác sẽ lớn bằng 3 nhân 90 độ sẽ bằng 270 độ. Điều này vô lý vì tổng 3 góc trong tam giác chỉ có bằng 180 độ thôi. Được chưa em? Có thắc mắc gì không? Thế là chép vào giúp thầy đi. Làm tiếp cho thầy luyện tập 2 với Huyền ơi.
Em ơi, chép xong chưa? Rồi, ta làm bài tiếp theo nhá. Ta bước sang dạng 2. So sánh hai cạnh của một tam giác. Ví dụ 1. Bài 2 trang 55 sách giáo khoa. Toán 7 tập 2. So sánh các cạnh của một tam giác. Biết rằng góc A bằng 80 độ, góc B bằng 45 độ. 5 phút em nhá. Ok em.
Xong chưa em ơi? Làm xong Em chưa? không làm còn tí nữa rồi. Cố gắng lên. Nguyễn đã xong chưa em ơi? Nói thầy thế nào? Người tập 2 làm thế nào em? Ok. Bài giải của thầy đây. Chép vào thầy em ấy nhá. Xong chưa em ơi? Nói thầy nào, cạnh nào lớn nhất? Cạnh nào lớn nhất? Cho nên cạnh nào? Và cạnh nào nữa? Rồi, thầy thử làm nhá. Theo định lý
tổng 3 góc trong một tam giác là 180 độ. Ta có góc A cộng góc B cộng góc C bằng 180 độ. Góc A cộng góc B cộng góc C bằng 180 độ. Thay số, ta có 80 độ cộng 45 độ cộng góc C bằng 180 độ. Suy ra góc C sẽ bằng 55 độ. Cạnh đối diện với góc B là AC, cạnh đối diện với góc A là cạnh BC, cạnh đối diện với góc C là cạnh AB. Trong tam giác cạnh đối diện với góc lớn hơn là lớn hơn, vì góc B nhỏ hơn góc C nhỏ góc A. Do 45 độ nhỏ hơn 55 độ nhỏ hơn 80 độ nên suy ra AC lớn hơn nhỏ hơn AB và nhỏ hơn BC. Được chưa em? Em chép vào đi. Để sang bài mới. Chết xong chưa em ơi? Em chết xong rồi thầy. Làm tiếp thầy bài này nhá. Vâng.
Ví dụ 2, bài 3 trang 56 sách giáo khoa toán 7 tập 2. Cho tam giác ABC với góc A bằng 100 độ, góc B bằng 40 độ. Tìm cạnh lớn nhất của tam giác ABC. Và tam giác ABC là tam giác gì? 10 phút em nhá. Làm thầy thử thách nhỏ với em ơi.
Thử thách nhỏ xong chưa Huyền ơi? Nói thầy với. Sao em? Huyền ơi, nói thế nào? Ok. Xong chưa em ơi? Em ơi. Xong chưa? Nói thầy nào. Rồi. À, như vậy nó là góc B bằng góc C bằng 40 độ đúng không? Và góc A bằng 100 độ đúng không? Đúng không em? Có góc B bằng góc C bằng 40 độ và góc A bằng 100 độ đúng không? Thế trong tam giác có hai góc bằng nhau là tam giác gì nhỉ? Tam giác có hai góc bằng nhau là tam giác gì em? À, không phải tam giác tù em nhá. Rồi ok, thầy giải đây. Huyền em chép vào và làm với thầy bài tập đi em nhá. Trong tam giác ABC có góc A là góc tù nên cạnh đối diện góc A là cạnh lớn nhất. Ok. Cạnh đối diện với góc A là BC nên suy ra cạnh BC lớn nhất, được chưa? Câu B, ta có trong một tam giác ABC là tam giác cân, tam giác tù, được chưa? Vì có một góc A là góc tù, như câu em nói đúng rồi đấy, được chưa? Nhưng mà từ tam giác tù này ta suy ra tam giác cân, được chưa? Áp dụng định lý tổng ba góc trong một tam giác. ABC tam có suy ra tam giác ABC cân tại A. Được chưa em?
Em chép vào đi. Để sang bài tập khác. Em ơi. Em ơi. Em chép vào đi nhá, để sang bài tập khác. Rồi ta làm bài tập khác nhá. Ta sang dạng 3, toán thực tế. Ví dụ 1. Bài 556, toán 7 tập 2. Ba bạn Hạnh, Nguyên, Trang đi đến trường theo ba con đường AD, BD, CD hình 5 trong sách giáo khoa em nhá. Biết rằng ba điểm ABC cùng nằm trên một đường thẳng. Góc ACD là góc tù. Hỏi ai xa nhất? Ai đi gần nhất? Hãy giải thích. 10 phút em nhá. Ok em. Toán thực tế tức là nó gắn liền với thực tế của chúng ta đấy. Học xong bài này thì em biết quãng đường nào đi đến trường của em ngắn nhất hay dài nhất, được chưa?
Xong chưa Huyền ơi? Nói thầy nào. Nói cho thầy với. Rồi. Được em. Xong chưa em ơi? Xong chưa? Rồi cố gắng lên nha.
Nói thầy với em ơi. Trả lời hơi lủng củng rồi. Đây bài giải của thầy đây. Thầy giải nhá. Trong tam giác BCD có góc C là góc tù giả thiết nên góc C lớn nhất. Suy ra BD lớn nhất vì BD là cạnh đối diện với góc C. Do đó, BD lớn hơn CD. Đặt là 1. Góc AB D là góc ngoài tại đỉnh B của tam giác BCD, ta có góc ABD bằng góc C cộng góc BDC. Suy ra góc ngoài mà ABD bằng góc C cộng góc BDC. Suy ra ABD lớn hơn suy ra bằng góc C cộng góc BDC. Suy ra ABD lớn góc C đấy cho em. Mà góc C lớn 90 độ. Suy ra ABD lớn hơn 90 độ. Và góc C cũng lớn hơn 90 độ. Em có phổ duyệt vừa đây. Suy ra góc ABD lớn hơn 90 độ. Do đó ABD cũng là góc tù. Trong tam giác ABD có góc B là góc tù. Chứng minh trên nên góc B lớn nhất. Suy ra AD lớn nhất vì AD là cạnh đối diện của góc B. Do đó AD lớn hơn BD. Đặt làm 2. Từ 1 và 2 này. BD lớn CD, AD lớn BD. Suy ra AD lớn hơn BD, lớn hơn CD. Vậy hạnh
đi xa nhất, được chưa em? Và Trang đi gần nhất, được chưa em? Ok, em chép vào đi. Có thắc mắc gì không em ơi? Ok em. Xuống bánh cho con bài đó. Hả? Xuống có bánh cho con bài đó. Cho con bài á. Tháng 6 nó phải học à? Tháng 6 mới học á, hàng rồng á. Ờ. Sao muộn thế? Bây giờ là hồ sơ tháng 6 mới nhập học. Sao không được nhập học luôn ạ? Ờ. Ban đầu là đóng 1.600.000 cộng 500 tiền vào trường, mỗi năm đóng 2 triệu. Triệu 6 là mỗi tháng, còn 500 là mỗi vào trường và mỗi năm mất 2 triệu nữa. Mỗi năm 2 triệu cơ? Ờ. Mỗi năm 500 chứ. Một lần vào là 500, còn mỗi năm là mất 2 triệu. Đó là tiền xây dựng. Ờ, một năm mất 2 triệu, còn mới vào là mất 500. Cộng 2 triệu. Ờ, cộng 1 triệu 6 tiền ăn hàng tháng, triệu 6 mấy? 1 triệu 6. Tức tiền chi nữa nhỉ? Hết. Em chả hiểu anh nói chứ. Một năm đóng 2 triệu một lần được chưa? Triệu 6 mấy là tiền ăn, và mới vào thì đóng 500. Tức là mới thế vào 2 triệu nó đóng rồi đúng không nào? Trước mắt là chỉ có đóng 500 với 1 triệu 6 mấy rồi. Đến tháng mấy mới đóng 2 triệu cơ? Chứ đóng tất 2 triệu. Ờ. Liền. Đóng chi mình tiền xây dựng chứ mình 2 triệu ngộ à? Một năm đó. Anh hỏi rồi còn hỏi lắm nữa. Thì anh hỏi sai rồi, anh đi kiểm lại thông tin thế. Chép vào đi Huyền nhá. Em ơi, chép xong nói thầy em nhá. Ờ, thế thì nghỉ đi nhá. Còn hai bài về cuối á, về nhà làm giúp thầy nhá. Ok em. Thế nghỉ đi nhá, tẹo thầy nhắn cái lịch học cho em nhớ nhá. Alo, gì em? Ờ, thầy nhắn một cái link kia của em, cái ảnh đại diện của em đúng không? Vâng. Ok em, thầy chào em nhá. Vâng.